Kính thưa quý vị, người Tây Tạng lưu vong biểu tình chống Tập Cận Bình viếng thăm Ấn Độ, tin từ Tân Đại Ly. Thanh niên Tây Tạng lưu vong đã tập trung biểu tình bên ngoài Tòa đại sứ Trung Cộng ở Tân Đại Ly, đòi Tập Cận Bình đàm phán với Đức Đạt Lai Đạt Ma về tương lai của Tây Tạng. Họ Tập đã bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ trong ngày hôm nay. Ấn Độ và Trung Cộng đang hy vọng gia tăng cộng tác thương mại, Trung Cộng gia tăng đầu tư ở Ấn Độ. Hai nước hy vọng sẽ ký những hiệp ước cho phép các công ty Trung Cộng tham gia vào chương trình phát triển hệ thống đường sắt, canh tân nhà ga, dùng tàu lửa có tốc độ nhanh hơn của Ấn Độ. Tuy nhiên, trong lúc ông Tập Cận Bình đến Tân Đại Ly đã diễn ra căng thẳng biên giới. Trên 200 quân nhân Trung Cộng đã vượt qua biên giới Ấn Độ ở Dhaka trong tuần trước, dùng xe cần cẩu, máy ủi đất, xây một con đường dài 2 cây số. Quân đội Ấn Độ đã kéo đến nơi xâm phạm, buộc quân đội Trung Cộng phải rút lui. Ngoài diễn ra căng thẳng ở biên giới, chuyến viếng thăm Ấn Độ của Tập Cận Bình cũng đang gặp một căng thẳng khác. Trong ngày thứ hai, Ấn Độ đã mở rộng đường dây tín dụng xuất cảng quốc phòng cho Cộng sản Việt Nam 100 triệu Mỹ Kim và gia tăng cộng tác năng lượng với Hà Nội. Trong năm 2013, công ty Petro Việt Nam đã ký hợp đồng để cho công ty ONGC của Ấn Độ khám phá dầu lửa và dầu khí ở Biển Đông. Trung Cộng đã ngang ngược tuyên bố chủ quyền 90% diện tích Biển Đông. Một trong những vấn đề chính giữa hai nước là Ấn Độ đã ủng hộ Đức Đạt Lai Đạt Ma đã sống lưu vong tại Ấn Độ từ năm 1959. Việc Thủ tướng Chính phủ lưu vong Tây Tạng Lobsang Sanghay tham dự lễ nhậm chức của Thủ tướng Modi cũng đã làm Bắc Kinh bực tức. Một người biểu tình bị cảnh sát Ấn Độ kéo lê trên mặt đất, la to Tập Cận Bình là một tên điệu cán và chấm dứt chiếm đóng, trả tự do cho Tây Tạng. Các cơ quan an ninh Ấn Độ đã gia tăng các biện pháp an ninh trong lúc Tập Cận Bình viếng thăm, đặc biệt là chung quanh Tòa đại sứ Trung Cộng. Để tranh đấu cho tự do, trong năm nay, nhiều người Tây Tạng đã tự thiêu. Ông Tenzin Zikme là chủ tịch nghị Hội Thanh niên Tây Tạng cho biết, từ năm 2009 đến nay, đã có 130 người Tây Tạng tự thiêu. Trung Cộng đã gọi Đức Đạt Lai Lạt Ma là con gấu dưới lớp lông cừu, muốn dùng những phương cách bạo động để đòi Tây Tạng độc lập. Tuy nhiên, Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn luôn nói rằng Ngài chỉ tranh đấu để Tây Tạng được tự trị rộng rãi hơn và Ngài chưa từng cổ võ dùng hình thức bạo động.